và khán giả, em tên là Bùi Hoàng Thảo An. Năm nay em học lớp 4 rồi đó. Và em đang học ở trường tiểu học Tân Vương, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ngôi trường này của em đã gắn liền tên tuổi với hai bà Trưng. Hai bà đã nói lên ý chí kiên cường, dũng mãnh của những người phụ nữ Việt Nam yêu nước như thế nào. Em rất tự hào về điều đó. Sau đây em sẽ cho mọi người biết ước mơ của em. Ước mơ của em là muốn thành một phát thanh viên. Bây giờ em đã thực hiện được nửa ước mơ rồi, vì em đang là cộng tác viên của đài, đọc chương trình ca nhạc thiếu nhi và chương trình ngôi nhà tuổi thơ. Em rất vui vì điều đó, nhưng cũng chính vì vậy em đã gửi video này đến ban tổ chức cuộc thi Em là phát thanh viên nhí của đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang. Em mong rằng em có thể lọt vào những vòng trong của chương trình này và sẽ mang đến cho mọi người nhiều tiết mục hay hơn nữa. Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Em xin hết.